Ok, cut. Đạo diễn à, cảnh này em thấy cảm xúc của em chưa được tốt lắm, mình quay lại nha. Ok, mày làm lại lần nữa. Chết rồi đạo diễn à, cảnh này em thấy chưa dùng đủ lực. Ok, vậy diễn viên cố gắng nha. Được rồi, lấy cảnh này đi đạo diễn. Ok. Mặt sưng hết cả rồi này. Nhưng mà làm diễn viên ai không vậy? Cô không trách tôi chứ? Đương nhiên là không rồi. Giờ tao chị Mai. Diễn với bạn gái cậu thật là mệt. Vất vả cho chị rồi. Diễn có một cảnh, diễn đi diễn lại 2-3 lần. Khó khăn lắm anh mới giới thiệu cho em vào vai diễn này. Em đừng làm mất mặt anh được không? Sao anh không lo lắng quan tâm cho em chứ? Rõ ràng đạo diễn đã nói là ok rồi mà. Chị Mai là diễn viên lâu năm, tất nhiên là kinh nghiệm diễn xuất của chị ấy hơn em rồi. Thôi được rồi, để anh dẫn em đi chườm đá cho đỡ bầm nha. Khi nãy em diễn tốt lắm. Anh à, em đỡ rồi. Cũng là do anh phối hợp tốt nữa. Hai người. Nhung. Nhung à, cô đừng hiểu lầm nha. Chỉ là tụi tôi phấn khích quá, vẫn chưa kịp thoát vai. Anh Trường à, cao dáng anh mua tốt thật ấy. Em dán vào, tát cả buổi cũng không thấy đâu. Anh mua cao dáng cho cô ấy. Thì cũng chỉ là miếng cao dáng thôi mà. Nhưng mà người bị tát là em mà, tại sao anh lại mua cao dáng cho cô ấy? Anh Trường à, anh mau đuổi theo cô ấy đi. Thôi không sao đâu, xíu anh về dỗ một lát là được ấy mà. Dạ, đạo diễn em tới rồi ạ. Cô ăn mặc kiểu gì vậy chứ? Cosplay à? Đúng là diễn viên mới, không có chút khái niệm gì về thời gian hết. Em làm cái gì thế? Trời ơi Nhung, sao cô lại ăn mặc giống như ăn mày tới đây vậy? Tôi đã nói với cô ấy, sáng hôm nay quay cảnh nhân viên văn phòng mà. Bây giờ chuẩn bị quay tới nơi rồi. Chẳng phải chị bảo trợ lý nói với tôi là 10:30 diễn và ăn mày sao? Bây giờ mới có 9 giờ à? Làm gì có, tôi nói với cô là 9:30 quay cảnh nhân viên văn phòng. Cô nhớ nhầm rồi đó. Thôi, cô diễn viên mới, tha cô lần đầu, không có lần sau đâu đấy. Dạ cảm ơn đạo diễn. Đi qua kia đi, ché khung hình rồi. Đứng lại đó. Đạo diễn à, em thấy có một vai còn thiếu diễn viên á. Hay là anh cho cô ấy cơ hội đi ạ? Cũng được, đi ra đầu đi, còn lấy hình nữa. Dạ cảm ơn đạo diễn. Họ không biết đường cảm ơn chị Mai đi. Giờ cậu diễn cảnh thấy Mai chướng mắt, không được làm bất kỳ động tác gì khác, chỉ dùng ánh mắt. Đó chưa? Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái dự án này rõ ràng là của tôi mà. Có bằng chứng gì chứng tỏ đây là do cô làm? Cô mau trả lại đây cho tôi. Trả lại đây. Nhung, sao cô lại xô té thôi? Cô làm cái gì thế hả? Tôi đã nói là không được làm gì hết cơ mà. Nhung, sao em trở thành con người như vậy hả? Không có xô cô ấy. Em là người yêu của anh, tại sao anh không tin em? Anh chỉ tin vào những gì anh thấy thôi. Anh quá thất vọng về em rồi. Anh Nam. Sao lại dắt mẫu mẫu này hả Nhung? Bị bắt nạt cũng không nói với anh một câu. Chào anh Nam. Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc sản xuất phim của chúng ta. Giám đốc sản xuất.